Theo chương trình của giáo xứ, chiều nay vào lúc 17:30, giáo xứ tổ chức cuộc phúc kinh mừng Chúa phục sinh. Vậy để đảm bảo giờ, xin được kính mời các đoàn hội của giáo xứ, các đoàn hội của hai giáo họ Công Cường, giáo họ Thanh Ti, hội chống giáo họ Thanh Ti, hội kèm giáo họ Thanh Ti và hội kèm giáo họ Công Cường. Chúng ta với chút thời gian về tết cuối nhà thờ để chúng ta tổ chức cuộc rước. Toàn giáo xứ năm 2022 xin được bắt đầu. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.